Chương trình Năng động du lịch Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về du lịch và giải trí đáng chú ý. Trong 3 ngày từ 12 đến 14 tháng 9, cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã cùng 10 doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đăng ký tham gia giới thiệu các sản phẩm du lịch mới tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITE 2013. Hiện nay, du lịch tỉnh Bình Thuận đã và đang đạt mức độ phát triển nhanh cả về đầu tư cơ sở vật chất và lượng khách đến ngày càng được nâng lên. Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm Bình Thuận đón trên 300.000 lượt đến từ hơn 90 quốc gia khác nhau. Đến với Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, du lịch Bình Thuận đã giới thiệu với du khách và nhà đầu tư quốc tế về các tiềm năng và lợi thế để phát triển đa dạng du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng. Đây là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch của Bình Thuận quảng bá, gặp gỡ và tìm kiếm các đối tác kinh doanh nhằm thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch đến Bình Thuận trong thời gian tới. Từ 13 đến 15 tháng 9, tuần lễ ẩm thực Mexico đã diễn ra sôi nổi tại khu nghỉ mát Furama Resort Đà Nẵng. Theo đó, Furama Resort Đà Nẵng sẽ lần lượt tổ chức chuỗi sự kiện tuần lễ ẩm thực các nước trong 4 tháng cuối năm dành cho khách lưu trú tại khu nghỉ mát, khách du lịch và người dân Đà Nẵng. Chương trình ẩm thực được tổ chức với lối trang trí đầy màu sắc theo phong cách Mexico dưới các loại giấy, hoa diệu màu, cây xương rồng trên bàn tiệc, trang phục poncho, quan giả và mũ rồng vành. Tuần lễ Mexico giới thiệu đến du khách các món ăn thơm nồng gia vị và nhiều màu sắc hấp dẫn như bánh ngô kẹp taco, các món ăn giòn rụm và bánh tabalet đặc trưng. Theo đó, các sự kiện ẩm thực hấp dẫn khác được tổ chức từ tháng 10 đến cuối năm là lễ hội tháng 10 của Đức từ 21 tháng 9 đến 6 tháng 10, lễ hội Halloween vào 31 tháng 10, lễ tạ ơn vào ngày 28 tháng 11, ngày hội ẩm thực món ăn Thái Lan nhân dịp Quốc khánh Thái Lan 5 tháng 12 diễn ra từ ngày 5 tới ngày 8 tháng 12 và lễ hội kép mừng Giáng sinh và năm mới châu Âu từ 24 đến 31 tháng 12. Thời gian gần đây, Nha Trang tiếp tục đưa thêm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách. Trong đó, điểm tham quan Nhà Yến Nha Trang thuộc chương trình tour mới mang tên Tìm hiểu nét văn hóa tâm linh và sản vật của xứ sở rừng trầm Biển Yến đã trở thành điểm nhấn, thu hút lượng lớn du khách quan tâm. Tour tham quan nhà nuôi chim yến do công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà Yến Nha Trang tổ chức. Mặc dù yến sào từ lâu đã trở thành một sản vật được nhiều người biết đến, tuy nhiên ít ai có dịp được tìm hiểu tường tận về ngành nghề khai thác cũng như cách thức chế biến loại sản phẩm đặc biệt cao cấp này. Tính đến nay, Nhà Yến đã đón được gần 800 lượt khách tham quan một ngày, trong đó phần lớn là khách nội địa. Chúng tôi cũng muốn là đưa khách tới với Nha Trang Khánh Hòa, tạo thêm những cái tour tuyến mới, tạo thêm những cái sản phẩm du lịch mới. Có thể thấy Khánh Hòa đang ngày càng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau. Điều này cũng phần nào chứng tỏ sự nỗ lực của các doanh nghiệp, không chỉ trong ngành du lịch mà còn của các đơn vị tổ chức ngoài ngành, trong việc cùng phối hợp vì mục tiêu chung là đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, ngửi được trăm mùi, nếm hơn trăm vị, nhưng khó ai có thể quên được cái cảm giác thơm nồng đậm hương của mắm nêm Đà Nẵng. Loại mắm có thể kết hợp để tạo ra nhiều món đặc sản nổi tiếng như bánh đập, bánh tráng cuốn thịt heo. Đặc biệt, riêng lúc hòa quyện cùng bún, mắm nêm mới phát huy hết tiềm năng ẩm thực của mình. Được xếp vào danh sách các món ăn mang khả năng đánh thức và kích thích vị giác, bún mắm nêm Đà Nẵng tuy có cách làm đơn giản, nhưng với thực khách bốn phương lại hấp dẫn vô cùng. Rất nhiều du khách thường xuyên ghé đến quán Bà Thuyên sau khi xem thông tin từ các website ẩm thực nổi tiếng. Mắm nêm ở đây đậm đà, hương bún bùi ngon, nối theo vị béo đặc trưng của thịt heo chấm mỡ. Ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon. Bún mắm của cô là một tay cô làm hết. Cô cũng mắm cá thu với cá cơm rồi cô tự pha tự làm đó thôi. Từ phương xa tới, để không làm mất thời gian chọn lựa của thực khách, có thể dẫn họ đến con đường nhỏ Trần Kế Xương, còn mệnh danh là khu ẩm thực bún mắm nức tiếng đất Đà Thành. Quanh khu vốn có hơn 4 đến 5 quán mà chỗ nào cũng đông đúc như nhau. Món ở đây là có quay da rất giòn và mắm rất là ngon nên là em thích. Mình thường rất đến đây hay đến đây ăn vặt tại vì món bún mắm đây rất là hấp dẫn. Vốn quen thuộc với sự mộc mạc bình dân của người Đà Nẵng, từ cách sắp xếp tô bún khá lộn xộn, thực khách không ngạc nhiên mà hiểu rằng đó là biểu hiện của lòng hiếu khách. Một thói quen đáng yêu, hồn hậu của các chủ quán nơi đây. Thịt sắc không câu nệ to nhỏ, chỉ xê xích nhau vài khoảng cách nhất định. Cứ xếp thịt vào trước, mít non rải vào sau, cách bày biện đơn giản không cầu kỳ.
vậy mới ra cái chất, cái đúng điều của bún mắm Phố Đà. Mắm ở đây không đường gắt, mùi cũng không nồng như những nơi khác. Ở đây thì mình bình thường hay chọn mắm bún chả, nhưng mà đôi khi mình cũng hay chọn đổi vị đi là mắm bún thịt quay hoặc là bún thập cẩm. Dĩ nhiên người ăn luôn chủ động chọn cho mình các thành phần đi kèm khác để tô bún thật sự hoàn chỉnh. Chả, nem, tai heo, mui heo, thịt đùi luộc hoặc quay, thực đơn có sẵn, thích món gì có thể gọi ngay món ấy. Món bún này rất ngon, ngày nào em cũng muốn mẹ dẫn đến ăn quán bún này. Tuy trùng tên nhưng bún mắm Đà Nẵng hoàn toàn khác biệt so với các vùng miền khác. Tô bún ở đây chỉ cần chan sơ vài muỗng mắm nhỏ là đủ. Khi trộn, bún và mắm sẽ quyện vào nhau, tạo ra độ mặn tự nhiên, có lẫn cái thấm của món ướt và cái đều của món khô. Đặc biệt, để trung hòa chất mặn của mắm, các quán bún ở đây sử dụng đu đủ non làm vị rau chính. Lúc ăn sẽ tạo cảm giác hài hòa và thanh dịu. Chan chút xíu dầu lên để tạo màu cho tô bún. Ăn thấy ngon, nhìn lại hết sức bắt mắt. Quán ăn này là vì tôi thấy thức ăn là nó tươi. Thực phẩm thì tươi mà sạch. Hầu như là đến đây thì mình yên tâm. Những dụng cụ là đều do tay mình làm hết. Cả cảm tên tươi, trong đó có cà thu. Trong quá trình làm thì mình ướp muối. Thì là có những cái làm rất là sạch sẽ, thành ra có những cái hương vị thơm ngon, muốn mời quý khách gần xa tới thưởng thức. Hoàng hôn chỉ vừa chớm tắt, phố đêm Đà Nẵng đã lập tức lên đèn. Phong cách trang trí truyền thống nơi đây gợi lên cảm giác hoài niệm thân thiết. Đặc biệt vì lòng yêu nghề, quán bún mắm Bà Tỉnh đã cất công tái hiện lại hương vị gốc của bún mắm ngày xưa, chỉ dành riêng cho thực khách. Đi kèm với bún mắm đơn thuần chỉ là thịt heo béo giòn, cả quay lẫn luộc. Không những phù hợp với khẩu vị người miền Trung mà dân du lịch thập phương ai đã từng nếm qua, dù chỉ một lần cũng không thôi nhớ nhung về món bún mắm, vừa ngon vừa làm miệng này. Ngon, theo ở đây thì làm ăn vô nó cảm giác giòn, nóng nữa. Cùng mắm về là chị lắm ra, nước ra bắt đầu là chị bước rim, rim đường với là rim thơm đó. Thì hòa ra là ăn là thấy cái vị khác. Bao năm trôi qua, thành phố đổi thay, nhưng mùi vị bún mắm nêm thì mãi vẫn thế. Vẫn không thể nào mất đi cái ngon lạ thương mến mà món đặc sản này mang lại. Một món bún ăn khô mà không hề khô, ngược lại thấm đẫm cái tình, cái chất của người dân Đà Nẵng. Sau đây là bảng giá tour tuyến của một số hãng dịch vụ lữ hành và những thông tin về du lịch và giải trí mà chúng tôi vừa cập nhật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Năng động Du lịch Việt ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị vui lòng gọi vào đường dây nóng của chúng tôi 1900 599 957. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, anh Thư xin kính chúc quý vị có một tuần làm việc hiệu quả. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.